Thì nó nhất tượng năm nay rồi. Dạ, mà ngày đêm là cũng vậy đó. À. ở trong cái xương của nó. Dì cởi áo ra đi. Được rồi, em chút xíu nào, thầy chút bè. Rồi, bây giờ là chị xăng ra áo lên nhìn tôi. Rồi, tôi hỏi về chị cái này nha. Tức là khi mà chị đau, chị rờ vô chị có nghe nóng nóng không? Không có đi. Không đi, giờ đi. Sao? Bây giờ, đây rồi, bây giờ chị đau cho là chỉ chính xác rồi. Ở đây không? Không là ở đây có nghe không? Không có, ví dụ ở đây gì lớn gì đây. Ở đây không? Dạ. Mọi người cho mượn cái băng. Dạ. Cái động mạch cảnh, ở động mạch quay với động mạch trụ, tính mạch quay động mạch trụ nè. Mọi người thấy nó có dấu hiệu không? Dạ. À, thì khi có đó xong rồi, mình mới vuốt lên nè. Vuốt lên nè. Vuốt lên nè. Vậy tôi thử mở cái băng này ra coi sao. Rồi chị bỏ bóng ra đi. Chị cầm ở dưới cầm tay. Chị lấy bóng bỏ ra. Lấy đó, rồi. Giờ tôi bắt đầu cái này gọi là mở. Hồi nãy là mình khóa, đúng không? Rồi, chị chặn lại tiếp đi. Khác hẳn rồi. Không, chưa. Có, bớt. Đấy, đấy, pen nó lên rồi. Rồi bỏ cái ra. Rồi. Rồi phải, bây giờ chị. Nhưng mà nó đau là nó đau, đau hoài đó bác sĩ, đau hoài hả? Mình nhúc nhích nó cũng đau, không nhúc nhích nó cũng đau. Không, nữa. Thì bây giờ tôi hỏi gì, nãy giờ tôi làm gì thấy như sao rồi? Thì nhúc nhích là coi. Cái đau đó nó không có phong nên... Không, nhưng bây giờ còn đau không? Vừa vuốt xong bây giờ còn đau không? Chị có thấy đau không? Không. Rồi, rồi. Tại vì cái nó bị tắt, nãy tôi mở cái van tĩnh mạch nó bị tắt rồi đó. Tôi mở ra rồi đó. Dạ, đấy. Mọi người nhìn đây nhé, tôi nghe nhất là nhìn đây nhé. Bây giờ tôi mở, tôi khóa van một lần nữa. Mọi người thấy cái vết này bây giờ nó dài bớt chưa? Dạ. Thế nè, bị cái van nó nằm ở đây. Bây giờ, và nó không có lưu thông, nó vậy thôi. Rồi, bây giờ thả van ra. Rồi. Bây giờ tôi lại tiếp tục tôi đẩy. Rồi, tôi tiếp tục tôi khóa, khi mấy cái bánh nó dịch kẹp giùm tôi đó, kẹp giùm tôi đó, ok. Rồi, bỏ bông ra. Đây nè. Đây nè, nó mất cái gì? Mất cái dấu xanh. Mất rồi, nó cái dấu xanh này lại là cái van của cái động mạch nó, cái tĩnh mạch nó bị tắc đó. Rồi bây giờ chị cử động mà mọi cách đi, chị coi nó còn đang không? Múa đi, múa 203 đi. Thấy chưa? Hết rồi. Nó còn đang không? Hay quá. Ok, nhưng mà để cho nó lưu thông xong. Nè. Chắc có lẽ là nóng nóng nhẹ thôi. Nóng nhẹ thôi. Rồi cho chị đặt đúng ngay cái van này cho nó mở luôn. Nóng hả với? Nóng. Nóng nhẹ thôi, nóng nhẹ thôi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502,
0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.